Kính thưa quý vị và các bạn, vì sự căng thẳng của chương trình, tất cả mọi tính toán của producer, nhà sản xuất âm nhạc cùng với các ca sĩ sẽ phải đúng từng ly từng tí để có thể chiến thắng tiếp tục cùng với Sao Đại Chiến. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với cặp ngôi sao đầu tiên của top 3, đó chính là Slivy và Trọng Hiếu. Với tuần trước thì Slimmy và Hiếu bị vào vòng nguy hiểm và phải hát sing off với Hoàng Tôn thì cũng rất là căng thẳng. Và với tuần này thì là cũng lại có sing off. Nếu mà mọi người hỏi là Hiếu có sợ là phải hát lại sing off không thì Hiếu nghĩ là nếu mà bây giờ mà Hiếu sợ rồi thì Hiếu cũng chẳng ngồi đây nữa và chắc là Hiếu chạy về nhà mất dép rồi. Slimmy và Hiếu muốn quay lại cái phong cách funk và future bass, phong cách mà anh Slimmy và Hiếu cảm thấy thoải mái nhất. Mình thấy là bài hát từ hôm nay nó rất là hợp với cái nhạc funk này. Và anh Slimmy và Hiếu rất là cảm ơn Chipu là đồng ý cho hai chúng mình diễn bài này cho vòng tiếp theo. Với bài hát Feel Like O này thì Chipu hát kiểu dễ thương, kiểu nữ và kiểu riêng của Chipu. Và Hiếu hát kiểu funk thì nó khác hoàn toàn rồi. Như thế là có thể là mọi người cứ xem và thấy cái bản phối từ hôm nay nó khác biệt như nào và mọi người có thấy thích thú không? Slimmy và Trọng Hiếu muốn dành nhiều, đầu tư nhiều vào âm nhạc hơn, là đi theo cái đường lối để cho nó ăn khách. Tất nhiên là nó sẽ có những cái mạo hiểm và bọn mình cũng lường trước được những cái mạo hiểm đấy. Thế nhưng mà cả Slimmy và Trọng Hiếu quyết định là mình vẫn làm. Bởi vì cái đấy là những cái mà bọn mình sinh ra để làm. Và nếu như không làm cái việc đấy chắc là thôi, có lẽ là mình không nên làm cái nghề này nữa làm gì, nên đi làm nghề khác. Với vòng này thì Hiếu thật sự là rất là thoải mái. Cái gì nó đến thì Hiếu sẽ sẵn sàng cho cái đó. Nếu mà thách đấu thì Hiếu cũng sẵn sàng. Còn nếu mà không thì Hiếu ngồi chơi. Nếu mà chẳng may có vào vòng nguy hiểm thì thôi, Slimmy dễ tính lắm, thế nào cũng được mà. Thôi có gì để cho Trọng Hiếu, Slimmy đặt tiếng tìm Trọng Hiếu. Buồn làm chi thôi đã hết rồi. Chạy về đâu khi cơn mưa tới, muộn phiền con tim em bối rối. Hãy để em tìm thấy một hạnh phúc êm đềm xa rời. Yeah, you wanna go. Từ hôm nay em sẽ chẳng mong chờ những vẫn vẫn xa mờ. Em vẫn sẽ hân hờ. This is what you feel like. Nhiều. Từ hôm nay em sẽ chẳng mong chờ những vẫn vẫn xa
fear, what you fear. Hey, oh, 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 oh. Come on right now. 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 Cuộc chiến ngày hôm nay sẽ nằm nhiều nhất ở hai nhân vật, đó chính là Football và Ramastic. Tôi sẽ không hỏi các anh với tư cách là hai chiến binh quay trở lại, chỉ với tư cách là những người theo dõi chương trình thôi, thì các anh đánh giá tiết mục vừa rồi như thế nào ạ? Đầu tiên là Ramastic. Đối với cá nhân mình thì cái bài vừa rồi nó hay hơn cả bản gốc rất là nhiều lần. Còn Football thì sao ạ? Với Football thì vừa rồi là một phần mở màn rất là ấn tượng, làm cho anh em cũng suy nghĩ để mà có quyết định là có nên đấu hay không. Tại vì vừa rồi thì Hiếu vừa nhảy đẹp này, nhạc thì hay này, mắt Hiếu thì nhìn trái nhìn phải làm cho các cô gái fan ở dưới này rung động hết cả lên. Thế này thì rất là khó khăn đối với anh em. Ba producer, ba nhà sản xuất âm nhạc thân mến, chúng ta vẫn sẽ trò chuyện, đưa ra quan điểm cá nhân của mình để cho hai cặp chiến binh của chương trình có đủ thời gian để suy nghĩ họ có thách đấu với tiết mục vừa rồi hay không. Dương Cầm. Dương Cầm thấy bất ngờ với cái phần trình diễn này. Thực ra khi mà làm hòa âm cái bản này thì Slimmy đã đổi cả giai điệu, cả tiết tấu, thay đổi khá là nhiều để tạo ra những cái câu toàn vẹn hơn. Từ đó làm cho bài hát chúng ta nghe có cảm giác nó thư thái hơn. Và đặc biệt hơn nữa thì Trọng Hiếu cũng đã làm rất là tốt. Thật sự ngày hôm nay khi thấy Hiếu trình diễn thì anh đã tin là hai bạn là một cặp rất là tài năng. Bây giờ thì tôi sẽ hỏi qua Slim V, đó là việc chọn ca khúc này là do anh quyết định hay là Trọng Hiếu quyết định ạ? Cái này là do Slim V và Trọng Hiếu bàn bạc với nhau. Khi mà Slim V và Trọng Hiếu quyết định thử sức với cái ca khúc này thì có nói chuyện với Chipu. Bản phối này cũng là được sự hỗ trợ và support từ bên phía Chipu. Để vì vậy Slim V cũng muốn gửi một lời cảm ơn đến Chipu. Đỗ Hiếu, với bạn thì tiết mục vừa rồi như thế nào ạ? Tiết mục vừa rồi hay, toàn vẹn nhưng không mới. Nếu mà mình ở trong cái top lội ngược dòng, mình sẽ thách đấu. Bản phối này, cách truyện diễn này và Trọng Hiếu ngày hôm nay nó gần giống với Trọng Hiếu của những tuần trước. Hiếu nghĩ là hai đội còn lại nên thách đấu với Trọng Hiếu. Xin cảm ơn các anh rất nhiều. Và bây giờ chúng ta thử vào trong phòng của ngôi sao, thử xem là các ca sĩ sẽ cùng trò chuyện như thế nào về tiết mục này. Xin mời. Với phần trình diễn hôm nay thì anh Slim V tặng cho Hiếu được một bài hát mà đúng thật sự là Hiếu thể hiện được bản thân mình. Trước đây thì Hiếu cũng làm rất nhiều cái rồi, và hôm nay Slim V và Hiếu cũng muốn quay lại kiểu style, kiểu funk mà hai chúng mình cảm thấy rất là thoải mái và rất là thích. Thật sự là Hiếu cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui, và đứng ở trên đấy nhảy với khán giả, hát với khán giả. Mọi người trao cho Hiếu được rất nhiều lửa. Hiếu thì rất là hạnh phúc. Xin cảm ơn Trọng Hiếu.